Chiều hôm nay em cập nhật clip một bộ mẹ con, mẹ là ba B, con là con cái ba B kem đít muối nha anh chị. Bò con thì tầm 3 tháng tuổi. Trong nuôi bò giống như mà. Đó, thì pin lực đít muối nha anh chị. Mẹ thì mẹ ba B tơ e dòng F1 đẻ lứa đầu anh chơi. Bò mẹ con thả đồng. Bò này thì rất là hiền dạng, rất là dễ ăn uống. Đó, mùa khô. Đó, vô lùm cây đứng đó anh chị. Đó, trời mát thì ra ăn. Đó, mẹ con thả đồng thì bò này rất là dễ sinh sản, tự đẻ luôn anh chơi. Chủ nói thì đẻ ngoài bờ luôn à. Đó, quanh năm thì ngoài đồng. Đó, mẹ thì chiều cao 1m20 anh chị. Đó, tơ lứa đầu đẻ nhiều lứa thì lớn lên anh chơi. Đó, bò thả đồng thì nó không mập như bóng mướt như bò đứng chuồng, nhưng mà được cái dễ sinh sản, dễ ăn uống. Bao tật lỗi cho anh chị luôn. Mẹ thì bơm ba bê gần tháng anh chị ơi. Đó, dòng F1 thì mình nuôi sinh sản, con cái thì mình nuôi kiển, nuôi vỗ béo anh chị ơi. Đó, bầu sữa mắc sữa. Đó, thì nó lạ nên mình em không tiến người lại gần thì nó đi anh chị ơi. Đó, thì nên bò thì bên em sẽ bao tật lỗi cho anh chị, từ chân móng đến từ ăn uống, lồi lú hí sợi dây chân hay là thật lỗi nha anh chị. Thì kiểm tra quan sát con thì con cái ba bê cái kem đít muối, cái lưng như tấm thớt luôn anh chị, đít đít thúng. Thì anh chị gần xa thích thì liên hệ số điện thoại em để trong màn hình đó. Thì anh chị thấy yêu thích kênh thì cho em được đăng ký chia sẻ đó. Thì mình mua con bò chữa thì cũng như tiền là mua mẹ con thì chắc ăn hơn, được bảo hành loại lú ăn uống cho anh chị luôn đó. Về mình chờ khám chữa, nếu có đậu chữa thì mình nuôi con bò mẹ chữa sinh sản tiếp, còn con mình nuôi xích nuôi kiển, nuôi vỗ béo luôn anh chị ơi. Đó, thì những dòng này là cơ bắp anh chị, đít chạc khiết cho lưng như tấm thớt luôn đó. Còn anh chị yêu thích kênh thì cho em lượt đăng ký chia sẻ, em cảm ơn nhiều.